Mình quay cho các bạn xem buổi chiều hôm nay nè các bạn. Bây giờ là gần 4 giờ nè. Mình bước vô chuồng, mình cho heo ăn, mình giật mình luôn. Đó. Mình đi sơ một vòng ở ngoài rồi bắt đầu mình nhìn vô, cái đồ vô, mình lấy điện thoại ra mình quay cho các bạn xem nè. Mình tính đâu là bữa nay nó chưa đẻ đâu. Mà mình ra ở đẻ là 9 con rồi nè, nó bò lỗ ngổ lên nó bú nè. Hồi nãy có 2 con rồi, sau này nó bò lên trên đó rồi. Nè các bạn coi dây rúng nó còn luôn nè. Coi dây rúng nè các bạn. Con nào cũng mang dây rúng lòng thòng hết trơn nè, tự đẻ luôn. Cái con mẹ nó hồi sáng là nó chui cái đầu qua đây nè các bạn. Cái cây sắt này nó cong lên mình bẻ xuống rồi đó. Hồi sáng là nó cong qua đây nè. Bây giờ mình quay cho các bạn xem con mẹ nó hồi lúc sáng nè. Nái nè các bạn. Các bạn nhìn nái của mình nè. Nó nằm nó đưa cái đầu ra ngoài, rồi cái sắt này hơi cong lên, rồi mình bẻ cái sắt cong lên, lùa nó ra ngoài luôn. Chú nó bị cắn, bị chảy máu à. Rồi một chút nữa là mình phải cắt sắt đây nè. Cắt lên đây mình lấy cái dĩ này ra, rồi mình mới lùa nó xuống. Đó, con mẹ nó chui như vậy đó các bạn. Nó chui qua bên đó. Hồi lúc 2 giờ khuya là mình thấy nó thọt cái đầu qua rồi. Thôi mình để tới sáng rồi mình nã ra mình đẩy nó trở lại coi được hay không. Rồi sáng mình coi là mình coi xong là mình thấy nó qua nửa cái mình rồi. Rồi mình cho nó qua luôn, mình bẻ cái sắt lên cho nó qua luôn. Đây nè, cái sắt này có dấu là gần gãy rồi nè. Thôi mình cho nó qua luôn, mình cắt cái này mình chưa hàng lại nè. Đó, mình cắt hai thanh này mình chưa hàng lại. Đó, mình cắt cây sắt này rồi mình chưa có kịp hàng nữa nè. Tại vì do hôm nay buổi sáng á là mình làm một con heo để mình chia vòng vòng nha. Tại vì lâu lâu á, tại vì mình là không có mua thịt heo nên mình làm heo mình để dành ăn, chỉ còn dư á thì mình chia lại vòng vòng cho bà con vòng vòng đó các bạn. Rồi mấy con bên đây nè. Đó. Bày 2 con lít trước nè. Buổi chiều nay mình chưa làm vệ sinh nữa, mình tính vô mình cho nó ăn đi rồi mới làm vệ sinh, chuồng quá dơ luôn nè. Nó uống nước ngập tùm lum hết trơn á. Rồi bây giờ để mình làm vệ sinh rồi. Rồi bây giờ để mình cho heo mình nó ăn xong đi, rồi mình đi làm vệ sinh rồi mình đỡ đẻ con này luôn nha. Con này hiện tại là 9 con các bạn, để mình chờ coi là có được con nào nữa hay không nha. Hiện tại là mình chưa thấy nhau đâu. Đây nè. Hiện tại ở dưới sàn chuồng đó mình chưa thấy nhau đâu, là vẫn còn nữa, nhưng mà mình không biết là còn bao nhiêu con. Các bạn đón xem hết clip của mình, xem heo này nó đẻ như thế nào nha. Con này là con 3 máu mà giờ là 9 con rồi nè. Đó, 2 máu 8 con nè. Thần thánh chưa? Đó, bú xong rồi no nằm ngủ nè. Đó. Hôm nay mưa các bạn. Buổi trưa mưa quá trời luôn. Rồi buổi chiều hôm nay là có hơi nắng lại xíu nè. Ở đây các bạn là con heo mình nó đẻ thì mình phát hiện ra một vấn đề thì mình xin lưu ý với các bạn luôn nha. Để mình đi vòng lên phía trước mình quay cho các bạn xem nè. Đó, trước khi con heo nó đẻ thì các bạn nhớ quan sát con heo nha, xem coi là nó có bị sốt hay không nha các bạn. Ví dụ như con heo này nó đẻ 11, 12 con đi mà giờ nó đẻ 9 con thì các bạn nên tiêm cho nó là một mũi giảm đau hạ sốt. Rồi bây giờ bắt đầu mình quay tới phía trước mình kiểm tra con heo cho các bạn xem nè. Nãy giờ nó nằm nó nhim nhim con mắt thì mình nghi rồi, bắt đầu mình mới kiểm tra. Kiểm tra thì mình phát hiện nó sốt nha các bạn. Nó sốt các bạn không có đợi nó biểu hiện ra ngoài đâu, các bạn nhìn là các bạn biết liền. Đây nè, nó mở mắt ra rồi nè, các bạn nhìn thấy chồng đỏ nó không? Các bạn lưu ý nha, các bạn nhìn thấy cái chồng đỏ của nó không? Cái chồng đỏ của nó là cái gân máu nó nổi nhiều nè các bạn. Đó, nó nổi đỏ nhiều nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình quay cho các bạn xem là con heo bên đây là cái chồng trắng của nó nè. Đó, con heo bên đây là chồng trắng nó bình thường, nó không có đỏ gì hết trơn các bạn. Chồng trắng nó bình thường nha. Đây là cái chồng trắng của con heo nó bị sốt nè, hoặc là nó gần sốt biểu hiện ra ngoài nè. Cái chồng trắng của nó là có cái gân máu đỏ nhiều lắm. Các bạn nhìn nha, đó là con heo của mình là nó có biểu hiện là sốt rồi, nó ớn lạnh trong người rồi, nó chưa biểu hiện ra ngoài, đợi con
Nếu mà các bạn đợi con heo biểu hiện sốt ra ngoài là con heo đó rất là nặng rồi các bạn. Cái này là nó mới muốn biểu hiện thôi, nó mới ớn lạnh thôi, nó muốn sốt thôi. Bây giờ mình sẽ tiêm trước. Ví dụ như con heo của mình là 170kg thì bây giờ mình tiêm khoảng 12-13C vẫn được, chứ không nhất thiết là phải tiêm 170kg là 170-17C. Bây giờ mình sẽ tiêm nó khoảng 12C thôi, tại vì nó đã có biểu hiện sốt rồi. Bây giờ dập cái một buổi sốt đầu tiên á, 10C cũng được nữa, để cho cái cơn sốt nó hạ xuống đi. Rồi khoảng chừng 3-4 tiếng sau á, nó khỏe thì mình có thể tiêm thêm một mũi nữa vẫn được nha. Bây giờ mình tiến hành mình tiêm hạ sốt cho nó trước. Rồi một tí nữa thì mình làm vệ sinh, cắt cúng, buộc cúng rồi lại cho nó gọn nha. Mình mới dỡ chuồng xong rồi các bạn. Đó, chuồng bây giờ sạch rồi nè. Đây, mấy con nái của mình nó ăn no xong rồi, nó nằm rồi nè. Bây giờ tiếp tục mình trở lại với con nái đẻ nha. Sau khi mình tiêm hạ sốt cho con nái này khoảng 30 phút các bạn. Bây giờ là khoảng 32 phút á. Bây giờ mình sẽ kiểm tra con mắt nó lại cho các bạn xem nha. Coi con mắt của nó như thế nào. Nó ngủ nãy giờ mình chưa thấy động tĩnh gì hết các bạn. Mình quay mắt của con heo cho các bạn xem nè. Cái tròng trắng của nó là nó trắng lại rồi, nó đỡ hơn hồi nãy nha các bạn. Nãy giờ là khoảng 30 phút nha. Còn mà các bạn không tiêm á là trong người nó muốn sốt sốt hoài à, các bạn tiêm như vậy đi là nó khỏe. Rồi đợi một tí nữa đi, cho thuốc hạ sốt nó chạy xong đi rồi mình sẽ tiêm một mũi oxytocin để cho nó, nếu nó còn con thì cho nó đẻ nữa, còn mà nếu mà nó còn nhau thì cho nó tống nhau ra. Hiện tại bây giờ là 9 con này nó bú rồi nè các bạn, nó no rồi, nó no rồi, nó nằm rồi nè. Heo con á thì mình đã buộc rúng rồi nè các bạn. Đây nè, mình buộc rúng rồi mình cắt nè. Đó, nó ngắn lại thì nó dễ đi nha. Hồi nãy là con nào nó cũng lòng thòng á. Còn cái cọng dây rúng nó lọt xuống khe đó đó, nó khó đi lắm. Con mẹ của nó ngủ rồi, chưa thấy ra nhau nữa mà nằm ngủ khò khò rồi, không biết còn con nào nữa hay không nữa. Để ngày mai mình tranh thủ mình hàn mấy cái song sắt này lại nè. Mình bây giờ mình chỉ buộc dây tạm thôi các bạn, mình buộc dây chỉ bao cám tạm thôi chứ mình chưa có hàn lại nữa. Mình tính chiều nay là mình hàn mà mình chưa kịp hàn nữa là nó đẻ rồi nè. Hay bày bên đây nói thiến mà chưa có kịp thiến nữa nè. Đó, bầy hôm nay, bầy này như là 18 ngày tuổi hay gì đó các bạn. Nhìn mê không? To lắm. Thì mình quay cho các bạn xem nè, con nái sau khi mà nó đẻ được 2 ngày là dịch hậu sản của nó ra nè các bạn. Đó. Mình tiêm oxytocin cho mỗi con nái đẻ xong á, là mỗi ngày đầu tiên mình sẽ tiêm 5C. Còn 4 ngày còn lại mình tiêm mỗi ngày 3C hoặc là 4C nha. Còn amoc đối với con nái đẻ bình thường á là mình tiêm 3 mũi, tiêm 1 ngày nghỉ 1 ngày. Đối với con nái mà mình có đưa tay vô mình can thiệp nhẹ thì mình sẽ tiêm 5 mũi, mình tiêm 3 mũi đầu là tiêm 1 ngày nghỉ 1 ngày, rồi mình ngưng 3 ngày, mình tiêm thêm 2 mũi nữa, cũng 1 ngày nghỉ 1 ngày nha. Rồi đối với trường hợp viêm nặng hơn á thì mình có thể tăng lên là 7 mũi nha các bạn, mấy chị được viêm của nó nha. Chứ các bạn mà chích 2 mũi, 3 mũi không bao giờ mà chị viêm nó đâu, đảm bảo các bạn luôn. Rồi để một tí nữa xem con nái này nó ra nhau hay ra con thì mình cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Từ chiều tới giờ thì mình đợi con heo nè các bạn. Mình mới vô nhà mình tắm xong thì mình đi ra mình coi nè. Bây giờ thì nó đã ra nhau rồi các bạn ơi. Con heo này á thì khả năng là chỉ được 9 con thôi nha. Đó. Nhau nó ra nè. Đối với những trường hợp mà các bạn lo lắng mà con heo đẻ rồi nhưng mà qua ngày hôm sau nó không ra nhau, mà con heo nó biểu hiện là khó chịu sốt, cái trường hợp đó là nó sót con rồi nó sót nhau. Tại vì nó còn con, nó đẻ chưa xong, có thể là con nó kẹt ở đó, nó còn con nó chưa xuống thì nhau ở trong thì nó không đẩy ra được. Cái đó là trường hợp là sót con, sót nhau nha các bạn. Còn nhau không á, không bao giờ nó sót đâu các bạn. Từ từ nó cũng đẩy ra hết à. Tại vì nhau nó rất là mềm, rất là nhỏ luôn, nó đi rất là dễ dàng. Còn mà con á thì nó mới khó ra thôi.
Rồi bầy này thì sáng mai mình sẽ cho nó uống amox, rồi mình bấm gân, mình cắt đuôi. Thì bên đây, với bầy bên đây á, thì mình chưa có cắt đuôi, thì ngày mai mình sẽ làm một lượt luôn nha. Hai con nó chạy đâu mất rồi. Một con nó chạy vô góc đó, một con nó bên góc bên đây. Để mình để cái chùm nhau này bỏ đi, để mình đem chùm nhau này bỏ đi. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình nha. Khi nào mà con nái này nó xanh nè các bạn, thì mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem con nái này. Con nái này thì mình thấy là bụng nó tương đối thôi, chứ nó không phải là to nữa. Mình thấy cái bụng nó còn muốn nhỏ hơn cái bụng mà con mới xanh chín con nữa. Các bạn coi cái đàn nái của mình nó nằm nè. Đó, nó nằm một đường dài vậy nè. Còn bên đây là bầy heo thịt của mình. Đó, bầy này á, thì dao động là từ 70 đến 85 kg. Bầy đó là chỉ có 10 con nữa các bạn. Còn đây là bầy heo con của mình nè. Cái bầy này bữa hổm mình điều trị viêm phổi cho các bạn xem đó. Hôm nay nó to rồi, chắc cũng gần 20 kg rồi đó. Bên đây đó nè. Bây giờ heo của mình nó mập mập bình thường nha. Đó. Con nái này mới 2 tháng mấy mà mình thấy bụng nó to lắm. Con này con giống mà phối tinh giống nó gớt rồi, mình phối lại tinh thịt nó cũng gần đẻ rồi đó, chắc có 10 mấy 20 ngày nữa. Yeah.